Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Cương để tiếp nối cái chuỗi video xẻ cái cây gỗ gõ đỏ Ba Chi này. Thì Cương hôm nay sẽ giới thiệu anh em là từng tấm một xẻ ra, khi mà mình đặt đúng cái chiều cây gỗ mình xẻ ra là nó sẽ là như thế nào anh em nhá. Mình cứ thái từng miếng ra thôi. Khi mình đã chọn đúng cái chiều cây gỗ lẻ như này rồi thì anh em cứ nhắm mắt xẻ cũng được, thích căn bao nhiêu thì anh em cứ căn thôi. Không bao giờ có cái hiện tượng gọi là lứt đầu hay là phải đóng đinh vào đầu anh em ạ. Đó là những cái chia sẻ của Cương đến với tất cả anh em, những ai đang theo dõi kênh của Cương. Muốn biết cái quy trình xẻ gỗ như nào thì anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương, hãy theo dõi Cương để Cương chia sẻ anh em biết nhiều điều hơn. Đây thì hiện tại Cương đã bong ra được một cái lóc ra rồi, thì còn đây là xuống tấm để bắt đầu làm đây anh em nhá. Cái tấm này thì như là nhận định của Cương thì anh em chỉ làm về cái tấm mặt bàn thôi anh em ạ, để theo phong cách tự nhiên. Đấy, nếu anh em nào mà thích cái đề co gọi là tự nhiên thì hãy tham khảo tấm này xem về mặt vân và xem hình thù dáng nó như nào. Nếu hợp anh em thì anh em cứ comment cho Cương để Cương biết được. Đây anh em hãy xem nhá, Cương cẩu ra mạch, đây là mạch thứ hai rồi. Cẩu ra Cương sẽ dội nước lên để giới thiệu anh em luôn. Trông như này thôi mà đã rộng hơn mét rồi đấy anh em nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ cho ra để rửa nước. Anh em hãy cùng theo dõi các mặt vân chi tiết của nó, xem nó nổi như thế nào. Đấy, nếu anh em nào mà lần đầu tiên biết đến Cương thì hãy đăng ký vào kênh của Cương, hãy comment cho Cương để Cương có thể giới thiệu anh em biết nhiều điều hơn. Còn trước mặt anh em đây là tấm mặt bàn gỗ gõ đỏ Ba Chi. Mình phải gọi là tấm mặt bàn thôi chứ không gọi là tấm gì cả. Tấm này mình sẽ dày 10 phân anh em nhé. Đó, anh em hãy cùng Cương theo dõi chi tiết cái cây gỗ này. Cương xẻ ra, Cương sẽ giới thiệu anh em từng tấm một để anh em có thể rõ ràng chi tiết hơn. Đây mình đã cẩu ra ngoài rồi. Đấy, anh em nhìn thấy cái mặt vân lúc thô như này này. Đây là hàng nguyên khối, không chắp ghép gì anh em nhá. Không có nhiều anh em gọi đến hỏi Cương là hàng có chắp ghép hay là lối vá gì không. Thực sự là khi mà Cương đã sâu cả cái quy trình ra như này rồi thì cũng chẳng còn gì gọi là điều giấu giếm gì anh em, là hàng nguyên khối hay là gì, nó là nguyên khối anh em nhá, chứ không phải là đóng hộp hay là gì phải giấu giếm anh em đâu. Chính vì bây giờ có cái hàng hộp mà cứ xuất hiện nhiều quá rồi, anh em dính nhiều cái hàng gọi là đóng hộp nhiều nên anh em mất niềm tin vào hàng gỗ nguyên khối, nên anh em hỏi như vậy thì Cương rất là hiểu cái lỗi lòng của anh em. Nên là vì thế Cương phải sâu toàn bộ những cái quy trình mình xẻ ra như này để anh em rõ ràng hơn, chi tiết hơn về mặt vân gỗ cũng như là cách nhận biết. Đây là tấm gỗ nguyên khối anh em nhìn đây này, đấy nguyên khối là nó phải đặt từ trong ra ngoài, xẻ mạch nào là ăn mạch đấy. Đấy, mình sẽ, đây là mặt lưng của nó này, còn mặt bụng của nó kia mình sẽ quay để anh em có một cái nhìn rõ ràng nhất về gỗ, chi tiết hơn về vân gỗ. Nếu anh em còn chưa rõ về vân gỗ thì hãy đăng ký vào kênh của Cương, hãy comment cho Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái điều mà anh em còn thắc mắc hay băn khoăn gì ở đây để Cương có thể chia sẻ anh em biết nhiều điều thú vị hơn. Đây là tấm đầu tiên anh em nhá. Sau đó thì Cương sẽ giới thiệu anh em đến tiếp là tấm thứ hai, là nó sẽ có mặt vân giống như là tấm này này. Đó anh em ạ. Đấy, tại vì là tấm trên tấm dưới bóc lên bóc xuống thôi mà anh em. Đây, nếu mà làm mặt bàn thì mình ngửa lên như này thì anh em sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đây là vân chai anh em nhé. Đây là tấm thứ hai. Đấy, Cương muốn chia sẻ anh em biết là mọi điều về cái vân gỗ. Đây anh em nhìn như này thì anh em sẽ hình dung ra tấm gỗ là đồng vân anh em nhé. Đó, đây là vân gỗ gõ đỏ Ba Chi này anh em này. Anh em hãy quan sát thật kỹ cho Cường cái ghim gỗ cũng như là về cái mặt vân của gỗ để anh em có một cái nhìn là rõ ràng nhất về gỗ gõ đỏ Ba Chi anh em nhá. Như hiện tại cái tấm của Cương đây là Cương gọi nó là chỉ là vân thường thôi, chứ không phải là vân VIP gì cả. Gõ đỏ Ba Chi, vân chai, vân thường anh em nhá. Nhưng mà anh em phải để ý một điều là cái vân của nó là rất là lỗi. Đã về dòng gõ là vân nó phải lỗi, là mà nó có phải có cái chất dầu nó lỗi lên anh em nhá. Như cái tấm này giờ vào mặt bây giờ là nó nhờn nhờn luôn. Đấy, khi xịt nước vào này là giờ lên mặt gỗ nó nhờn. Đó là dầu của cây gỗ mà nó ra đấy nhá anh em nhá. Đấy, anh em hãy đăng ký ngay vào kênh của Cương nhá, để những video sau Cương phát là các bạn có thể nhận được ngay. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.